Quý vị và các bạn thân mến, thưa quý vị và các bạn, hiện tại thì Admin đang có công việc công tác tại Thái Lan. Hiện tại thì đang ở một khách sạn nhỏ ở Thái Lan, thì cũng được chia vui với đội tuyển bóng đá Việt Nam nói riêng và cổ động viên của cả nước Việt Nam nói chung về cái thành công của đội tuyển bóng đá trong việc là giành được huy chương vàng, giành được cúp, được vô địch trong cái buổi chiều ngày hôm qua. Thì không chỉ mình Admin mà tất cả những người yêu bóng đá và con dân Việt Nam đều rất vui mừng khi đội tuyển bóng đá nước nhà giành được vô địch AFF Cup. Thưa với anh chị em và các bạn, điều mà quý anh chị em và các bạn trong những ngày cuối tuần này đều rất là băn khoăn, rất là suy tính xem là liệu thì cái việc mà giành chức vô địch trong ngày hôm qua thì có ảnh hưởng tới thị trường chứng khoán hay không, có tác động tích cực tới thị trường chứng khoán hay không. Thì thưa với anh chị em và các bạn, với những cái kinh nghiệm mà chúng tôi đã từng trải qua thì có thể khẳng định với anh chị em và các bạn rằng cái niềm vui chiến thắng của đội tuyển bóng đá Việt Nam sẽ lây sang thị trường chứng khoán và nó sẽ có tác động tích cực ngắn hạn tới thị trường trong một vài phiên sắp tới. Có thể nó sẽ là cái tác động tâm lý giảm bớt cái sự âu lo về thị trường chứng khoán của thế giới trong những phiên cuối tuần. Thị trường chứng khoán Mỹ thì không được tích cực lắm. Và cũng nhờ vào cái niềm tin, vào cái tình cảm, cái sự ủng hộ của các cổ động viên nước nhà thì trên thị trường chứng khoán sẽ được hưởng lợi một vài cái ngành sẽ được hưởng lợi nhất định trong những ngày vừa qua. Ví dụ như những ngành liên quan tới thực phẩm, đồ ăn, thức uống, bia rượu, nước giải khát thì được hưởng lợi phần nào khi mà đội tuyển nước nhà giành được cúp vô địch, và từ đó sẽ tác động đến cái tâm lý hưng phấn của cổ động viên và sẽ có thể trong một cái khoảng thời gian ngắn thì sẽ tiêu hao nhiều các cái sản phẩm nhu thiết yếu hơn. Điều này thì đương nhiên nó là điều rất rất mừng và cũng rất là tích cực đối với lại cái tâm lý chung. Và nếu xét về cái lịch sử của thị trường chứng khoán Việt Nam cách đây 10 năm, năm 2008, thì nếu anh chị em và các bạn chịu khó một chút mở biểu đồ chứng khoán lên, chúng ta nhìn lại cái giai đoạn 2008, vào ngày 28 tháng 12 năm 2008 thì đội tuyển bóng đá Việt Nam cũng giành chức vô địch, và thị trường của chúng ta thì gọi là tích lũy đi ngang tạo đáy xu hướng của năm 2008 tới đầu năm 2009, tức là ngày 23 tháng 2 năm 2009 thì bắt đầu đi lên. Nhiều người sẽ cho rằng là do tác động của việc giành chức vô địch năm 2008. Xin thưa, cái việc mà đội tuyển bóng đá giành chức vô địch thì nó hoàn toàn không có ảnh hưởng nhiều tới các cái hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán cũng như tình hình kinh tế, tài chính, vĩ mô của nền kinh tế trong chung và dài hạn. Chỉ là ngắn hạn thì chúng tôi nói là có tác động một phần nào chút xíu tới cái lĩnh vực gọi là tiêu dùng thiết yếu, gồm có đồ ăn, thức uống, nước ngọt và bia rượu, nước giải khát. Còn về mặt dài hạn thì đương nhiên cái câu chuyện này chỉ có tác động tâm lý, tức là hưng phấn nhất thời. Còn để tác động tới cái việc mà thị trường chứng khoán năm 2008 là đầu năm 2009, tức là tạo đáy xu hướng giảm điểm kể từ tháng 11 năm 2007 tới tháng 2 năm 2009, thì chủ yếu cái đợt hồi phục từ tháng 2 năm 2009 tới tháng 10 năm 2009 bắt nguồn từ cái đợt kích thích kinh tế của chính phủ. Đợt đấy chúng tôi nhớ không nhầm đó là hỗ trợ lãi suất 4%. Và thị trường thì đương nhiên nó luôn có cái
vận hành và cái tiếng nói riêng của nó. Thị trường năm 2007, 2009 có sức giảm khủng khiếp kể từ 1.200 về tới 235. Và việc tháng 2 năm 2009 tạo đáy và đi lên trong một cái giai đoạn dưới sự tác động tích cực của gọi là kích thích kinh tế hỗ trợ lãi suất 4%, thì thị trường hồi phục trong vòng 8 tháng kể từ 23 tháng 2 tới 27 tháng 10 năm 2009, và sau đó thì thị trường đi vào một cái xu hướng gọi là sideways, lên xuống bất thường từ giai đoạn 2009 tới năm 2014, mà chúng ta đã thấy được cái giai đoạn bùng nổ của thị trường chứng khoán 2014-2018 vừa qua. Thì như vậy thì để nói lên những cái câu chuyện này, nói lên cái điều này, thì chúng tôi muốn khẳng định, muốn nói với anh chị em và các bạn, muốn sẻ chia với anh chị em và các bạn về cái nhận định của chúng tôi, cái chia sẻ của chúng tôi về kinh nghiệm trước đó. Còn về tương lai sắp tới thì như thế nào, thì chúng ta sẽ còn tiếp tục theo dõi theo kênh Tự Doanh Chứng Khoán, dõi theo những cái vận động của thị trường để chúng ta hàng ngày, hàng giờ có thể cập nhật thị trường, có thể review, có thể cung cấp với anh chị em và các bạn những cái thông tin mới nhất, bổ ích nhất mà chúng tôi nắm được, cập nhật được. Chúng tôi cho rằng cái việc tác động ngắn hạn tâm lý của việc giành cúp vô địch ngày hôm qua thì chắc chắn là sẽ làm giảm bớt cái đà suy yếu của thị trường trước tác động của thị trường chứng khoán nước Trung Quốc, và đặc biệt là thị trường chứng khoán Mỹ phiên cuối tuần, khi mà cái mốc 25.000 điểm đã bị rời xa và Dow Jones đã hướng về vùng 24, nhiều khả năng sẽ mất 24.000 điểm trong những ngày sắp tới. Để anh chị em và các bạn bớt hưng phấn, gạt bỏ qua cái niềm hưng phấn quá khích cho việc là giành gọi chiến thắng của đội tuyển bóng đá Việt Nam. Người ta thường hay có một cái câu mà rất là hay, mà chúng tôi thường rất lưu ý với tất cả các anh chị em và các bạn trong thị trường chứng khoán khi mà tham gia thị trường chứng khoán, đó là vui thôi nhưng mà đừng có vui quá. Vui thôi nhưng đừng có vui quá. Tại sao lại nói là vui thôi nhưng mà đừng có vui quá? Là bởi vì đôi khi chúng ta vui quá mức sẽ dẫn đến cái tâm lý của chúng ta tích cực một cách bất thường, và sẽ có những cái hành động, những cái giao dịch mà làm cho cái kết quả giao dịch không đạt được như mong muốn. Đó là điều chúng tôi muốn nói. Chúng tôi không đưa ra những cái suy đoán, những cái dịch chuyển của thị trường, tất cả những cái cập nhật, những cái suy đoán ngắn hạn về thị trường sẽ được cập nhật trên các cái forum, hội quán tự doanh, trên Zalo, mà chúng tôi đã để cái đường link ở những video trước đó, nhiều video trước đó. Và những cái cập nhật như vậy thì nó đóng vai trò chủ yếu đến cho những nhà đầu tư ngắn hạn. Còn những cập nhật mang tính chất chiến lược dài hạn hơn thì chúng tôi sẽ đăng trên kênh, cũng như là sẽ có những cái thông báo cụ thể trước khoảng 1 tới 2 tháng để quý anh chị em và các bạn có thể dịch chuyển cái dòng tiền dài hạn của mình, xem xét đầu tư cho một cái chu kỳ từ 1 tới 3 năm. Còn hiện tại thì nhóm chúng tôi vẫn sẽ duy trì hoạt động và theo cái hình thức, theo phương pháp giao dịch trên thị trường. Đó chính là phương pháp du kích, tức là lâu lâu thì sẽ gọi là quan sát thị trường và tìm được cái thời điểm có thể xác suất kiếm ăn cao, thì sẽ đưa ra những cái khuyến nghị ngắn hạn để anh chị em và các bạn có thể lướt lát kiếm tiền ngắn hạn. Còn lại thì phần lớn thời gian chúng tôi sẽ dành ra để có thể làm những cái cập nhật, những báo cáo, những cái tổng kết, những hoạt động kinh doanh dựa trên những cái file cách đây 1 năm về trước, để biết được rằng là giá của cổ phiếu cũng như tình hình hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp đang dịch chuyển như thế nào, liệu nó đã mắc, nó còn mắc hay nó đã rẻ hơn so với cái giá bình diện trung bình trước đó, và từ đó có thể cập nhật bổ sung thêm những cái kiến thức, những cái kinh nghiệm, và sẽ có sự liên kết nhất định với biểu đồ phân tích kỹ thuật cũng như là liên kết với tình hình kinh tế vĩ mô trong nước và ngoài nước, để có thể đưa ra những cái xem xét, đánh giá tổng quan nhất, chi tiết nhất, gửi tới quý anh chị em và các bạn vào những cái video tiếp theo. Và anh chị em và các bạn nhớ đón xem
thường xuyên, định kỳ, hàng tuần, cuối tuần có thể cập nhật vào kênh Tự Doanh Chứng Khoán. Hoặc là nếu như anh chị em và các bạn bận, có thể 2 tuần một lần cập nhật vào kênh Tự Doanh Chứng Khoán để có thể cập nhật những cái thông tin mới nhất cho cái việc đầu tư chung và dài hạn. Rất mong là những cái thông tin, những cái chia sẻ của admin tại buổi trao đổi và chia sẻ ngày Chủ nhật chuẩn bị cuối tháng 12 thì đem lại những cái hữu ích cho quý anh chị em và các bạn. Chúng tôi trao đổi cái chương trình này tại thủ đô Bangkok, Thái Lan. Rất mong anh chị em và các bạn luôn ủng hộ và đồng hành với nhóm chúng tôi. Và nếu được thì anh chị em và các bạn đừng quên là like cho video cũng như là nhớ đăng ký kênh để được cập nhật những video mới. Thân chào và hẹn gặp lại quý anh chị em và các bạn trong những video tiếp theo. Cảm ơn quý anh chị em và các bạn đã luôn luôn đồng hành cùng nhóm chúng tôi. Bye bye.